Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên Net Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng xem trong ngày hôm nay 11 tháng 9 sẽ có những tin tức gì nổi bật mà Gặp Nhau Cuối Ngày sẽ tổng hợp lại cho các bạn ngay bây giờ nhé. Ngày hôm qua thì Apple đã chính thức cho ra mắt những sản phẩm iPhone mới nhất của mình. Đó chính là chiếc iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone Pro Max. Và điều đáng nói ở đây đó chính là cụm camera hình bánh chưng trên những chiếc iPhone mới của Apple đã trở thành tâm điểm chế giễu của các tín đồ công nghệ và cộng đồng mạng. Với giá bán khởi điểm lần lượt là 699, 999 và 1099 USD, bộ ba iPhone mới quả thật là đã có nhiều nâng cấp về mặt công nghệ. Tuy nhiên thì thiết kế lại có phần gây tranh cãi, đặc biệt là cụm camera phía sau hình vuông vức như là một chiếc bánh chưng. Trên mạng xã hội thì nhiều chị em đã khẳng định cụm camera sau của bộ ba iPhone mới khiến cho họ nghĩ đến yêu nhìn nhện, kích hoạt chứng sợ lỗ hoặc là xấu điên xấu đảo, có tiền cũng không mua. Tuy nhiên thì với những fan cuồng của Apple thì dù thiết kế của iPhone mới có bị đánh giá là xấu tệ tới mức nào thì cũng không thể ngăn cản họ sở hữu một chiếc iPhone 11 này được. Các bạn hãy nhanh tay tới cửa hàng Selfnet gần nhất để đặt cho mình những sản phẩm iPhone mới nhất cùng với rất nhiều những ưu đãi đặc biệt đến từ hệ thống cửa hàng này nhé. Vào tối ngày hôm qua mùng 10 tháng 9 thì Diệp Lâm Anh đã bất ngờ hủy sự kiện giao lưu cùng với nam tài tử Ji Chang Wook vì lý do là vì lo ngại những vấn đề an ninh sẽ xảy ra, và ngay lập tức thì đã nhận về một làn sóng phẫn nộ đến từ phía người hâm mộ. Một tài khoản đã tức giận và bình luận rằng quán lừa đảo người hâm mộ, xem thường những người hâm mộ cũng chính là cách mà xem thường khách hàng của quán. Cố tình câu giờ nửa vời rồi cuối cùng lại thông báo là Ji Chang Wook không đến được, đang trên đường ra sân bay nhưng thật ra là họp báo tại khách sạn, lấy danh tiếng của idol để quảng cáo cho rầm rộ vào, fan tới đông rồi không giải quyết được. Bên cạnh đó thì rất nhiều người cũng chỉ trích việc làm thiếu chuyên nghiệp của Diệp Lâm Anh khi mà để một số thành viên trong đội an ninh đã dùng bình cứu hỏa, bình CO2 và vòi rồng để giải tán đám đông và các fan cuồng nhiệt của Ji Chang Wook. Tuy nhiên thì trước sự phẫn nộ từ phía người hâm mộ Việt Nam thì các fan quốc tế lại tỏ ra khá là bình tĩnh khi mà cho rằng chuyện này rất dễ gặp phải khi mà lượng fan quá đông. Phía ban tổ chức chắc chắn phải lo tới sự an toàn của người nổi tiếng trước, và thậm chí là vụ việc này đã từng có tiền lệ ở nhiều quốc gia khác, ví dụ như là Trung Quốc và Hàn Quốc rồi. Không lâu sau khi tuyên bố hủy sự kiện thì Diệp Lâm Anh đã có những chia sẻ chính thức gửi tới khán giả. Cô cho biết bản thân cũng lấy làm tiếc vì chương trình bị hủy vào giờ chót. Khi mà mời Ji Chang Wook đến Việt Nam thì mặc dù đã dự đoán trước được sức nóng mà anh mang tới, tuy nhiên thì lượng người khổng lồ có mặt tại nơi diễn ra sự kiện cũng là điều nằm ngoài dự kiến của ban tổ chức. Nói về một số khán giả bị bình xịt cứu hỏa thì Diệp Lâm Anh cũng đã lên tiếng giải thích rằng, cụ thể là Diệp Lâm Anh cho biết 100 vệ sĩ đã làm việc tại khu vực sự kiện. Và điều đầu tiên khiến cho tôi sợ nhất đó chính là tiếp tục thì sẽ khiến cho các bạn bị tổn thương, là do bên công an đã dùng đến biện pháp mạnh để giải tán đám đông dưới lòng đường khi mà họ liên tục thông báo mà không được. Tôi xin khẳng định là vệ sĩ có mặt là để làm nhiệm vụ bảo vệ chứ không được phép ngược đãi các bạn. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 tới đây cho đến hết ngày 6 tháng 10 thì Vinhome Smart City sẽ tổ chức một lễ khai trương vườn Nhật Where Culture Meets Future để đón chào những cư dân tương lai tới để trải nghiệm không gian văn hóa giao thoa với cuộc sống hiện đại. Với quy mô hơn 280 hectare thì Vinhome Smart City sẽ hướng tới xây dựng một đại đô thị thông minh và đẳng cấp quốc tế với đầy đủ các tiện nghi về giáo dục, y tế và đời sống v.v. dựa trên 4 trục cốt lõi: an ninh thông minh, vận hành thông minh, cộng đồng thông minh và căn hộ thông minh. Bên cạnh các khu căn hộ hiện đại thì các cư dân của Vinhome Smart City còn có cơ hội tận mắt để chiêm ngưỡng các tuyệt tác nghệ thuật và mang đậm phong cách Nhật Bản với một vườn Nhật rộng tới 6 hectare với quy mô bậc nhất tại Việt Nam nằm ngay trong lòng của khu đô thị này. Và khách hàng sẽ được đắm chìm vào một không gian Nhật Bản một cách đích thực với cổng chào Nhật Bản quy mô rất lớn, thác đá, công viên đèn lồng do nghệ nhân Nhật Bản giám sát và thi công cùng với rất nhiều những trò chơi hấp dẫn đến từ đất nước mặt trời mọc. Từ ngày 14 tháng 9 cho đến ngày 6 tháng 10 năm 2019 tới đây, vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì các cư dân tương lai còn được tham gia để khám phá những trải nghiệm chưa từng có mang đậm chất Nhật Bản và công nghệ, ví dụ như là biểu diễn sumo, robot thông minh, ẩm thực đến từ hệ thống nhà hàng Kimono v.v. cháy hết mình cùng với màn trình diễn của âm thanh và ánh sáng cùng với công nghệ với những nghệ sĩ hàng đầu V-Biz, ví dụ như là Sơn Tùng MTP, Justity và Phương Ly v.v. Phương án cuối cùng về lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020 đã được Cục An toàn Lao động và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra để trình lên chính phủ, và nếu như được phê duyệt thì kỳ nghỉ Tết Nguyên đán lần này sẽ kéo dài trong 7 ngày.
Cục An toàn Lao động qua lấy ý kiến của 13 bộ ngành và 100% đồng ý lịch nghỉ Tết âm lịch theo phương án 1, tức là người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý. Theo đó thì đây là phương án duy nhất được đưa ra trong tờ trình gửi lên Chính phủ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trước đó thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã có thêm một số phương án khác, đó chính là nghỉ Tết âm lịch từ thứ 6 ngày 24 tháng 1 năm 2020 đến hết thứ 5 là ngày 30 tháng 1 năm 2020, tức là từ 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý. Lãnh đạo của Bộ cho biết, cả hai phương án thì đều có tổng số ngày nghỉ là 7 ngày và chỉ khác nhau về thời gian thôi. Tuy nhiên thì Bộ đã chọn phương án 1 vì công chức viên chức được nghỉ Tết trước 2 ngày thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sắm sửa cho dịp Tết này. Mới đây thì việc nữ diễn viên Bảo Thanh đã vượt mặt diễn viên Thu Quỳnh để giành giải thưởng nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards đã gây tranh cãi rất nhiều trong khán giả. Và đặc biệt là khi mà đạo diễn Khải Anh cũng đã chính thức lên tiếng chia sẻ rằng Thu Quỳnh xứng đáng để nhận giải thưởng này hơn là Bảo Thanh. Trên trang Facebook cá nhân của mình thì Bảo Thanh đã đăng tải những hình ảnh nhận giải thưởng và đồng thời chia sẻ rằng tôi vào nghề đầy may mắn và ngày hôm nay tôi lại gặp may khi tiếp tục nhận được chiếc cúp này. Có người bảo nó không quan trọng nhưng với tôi nó quan trọng lắm. Nó là một trong những nguồn động lực để tiếp bước cho tôi trên con đường mình đang đi. Nó là tình yêu mà quý vị khán giả đã dành cho mình. Tình yêu thương đó không phải ngày một, ngày hai mà là hàng năm rồi. Nó là sự công nhận của thế hệ đi trước. Các bác, các cô, các chú, các anh chị trong nghề đã dành cho con oắt con như tôi để thay lời mắng yêu rằng mày còn non và xanh lắm, phải cố gắng hơn nữa thì mới có thể thành công được con danh con ạ. Bên dưới chia sẻ này thì một số khán giả đã vào bình luận với những lời lẽ ám chỉ chuyện Bảo Thanh đang cố tình cà khịa người không giành được giải, đó chính là Thu Quỳnh. Ngay lập tức thì Bảo Thanh đã phản pháo cực đanh thép rằng bạn biết người nói câu không quan trọng ấy là ai không? Đó chính là người thân trong nhà mình nói đấy bạn ạ. Mọi người động viên mình là giải thưởng không quan trọng bằng việc là khán giả dành tình cảm cho mình nhiều đến thế nào. Mọi người yêu thương mình đó là giải thưởng lớn nhất. Bạn nghĩ xiên xẹo chiếc status của mình đi đâu vậy? Bạn nghĩ mình đang ám chỉ ai? Mình không cần phải sống phức tạp như thế đâu. Ngoài ra thì Bảo Thanh cũng nhắn nhủ đến vị khán giả này rằng mạng xã hội đã là ảo rồi nên mình nghĩ cứ đơn giản mà sống thôi, không cần phức tạp nó lên làm gì cả. Thời gian gần đây thì trên mạng xã hội và những thiết bị điện thoại di động đã xuất hiện rất nhiều những ứng dụng cho vay tiền online và đã khiến cho những người sử dụng nếu như không thận trọng thì có thể sập bẫy bất cứ lúc nào. Gần đây thì mô hình ứng dụng cho vay tiền qua app ngày càng được nở rộ. Người vay chỉ cần tải ứng dụng vay tiền về điện thoại di động của mình và đăng ký thông tin cá nhân và gửi yêu cầu vay. Chỉ sau vài giờ thì tiền sẽ được gửi vào tài khoản cá nhân của bạn. Hình thức cho vay này thì vừa nhanh mà thủ tục lại rất đơn giản. Tuy nhiên thì đằng sau những cái tiện lợi ấy lại là một chiếc bẫy mà đa phần người cho vay sẽ báo là lãi suất thấp, nhưng khi trả thì lại phát sinh số tiền phạt và trả chậm với lãi suất có thể lên tới 600-700% trên một năm. Bởi vậy mà đã có rất nhiều người đã dính vào cái bẫy này và điển hình là trường hợp của chị Phạm Thị Tuyết Mai đã vay 8 triệu qua app, 2 tháng sau trả gần 200 triệu vẫn chưa hết. Và một ngày đầu tháng 7 năm 2019 thì chị Phạm Thị Tuyết Mai, 24 tuổi, ngụ tại Tiền Giang, đang lướt Facebook thì thấy hiện lên một ứng dụng cho vay tiền online. Đang lúc cần gấp 8 triệu đồng cho người thân vay thì chị Mai đã nhấp vào ứng dụng có tên là Vay Vay để vay tiền. Khi mà tải ứng dụng này về thì màn hình hiện lên yêu cầu là cho phép ứng dụng truy cập vào danh bạ, hình ảnh và lấy vị trí để tăng tỷ lệ duyệt hồ sơ đến 99%. Nghĩ rằng không có ảnh hưởng gì cả nên chị Mai đã nhấp vào ô đồng ý. Và sau đó thì ứng dụng đã yêu cầu chị Mai chụp hình giấy tờ tùy thân, khuôn mặt của mình trên ứng dụng này để đối chiếu. Và sau các thao tác thì từ lúc tải ứng dụng cho đến khi mà chị nhận được tiền chỉ mất khoảng 2 phút. 6 ngày sau khi mà nhận được giải ngân thì chị Mai đã liên tục nhận được điện thoại của người tự xưng là nhân viên bên các ứng dụng cho vay tiền để hối thúc trả nợ. Và sau nhiều ngày liên tục bị đe dọa và hối thúc thì chị Mai đã phải tự tử và được điều trị trong bệnh viện. Ngoài chị Mai thì cũng có rất nhiều người khác đã trở thành nạn nhân của rất nhiều những ứng dụng cho vay tiền online này. Vì vậy nên các bạn cũng nên thận trọng trước khi có ý định sử dụng các ứng dụng này để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra nhé. Vừa rồi là những tin tức của ngày hôm nay, gặp nhau cuối ngày 11 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.